Vậy thì cái phương pháp cách thức nào để đào tạo một cái đội ngũ, một con cáu của chúng ta nó đúng như cái mong muốn và nó đáp ứng được cái yêu cầu của thời đại? Thì đây là một trong những vấn đề rất lớn. Thì cái tác phẩm giả Trần Quốc Phúc với sáng tạo của mình tạo ra một cái chương trình Vườn Tâm Hồn trước đây, cách đây hơn 10 năm. Và sau đó đến nay thì đã vận dụng và sáng tạo ra trong cái điều kiện chúng ta chuyển đổi số, chúng ta chuyển đổi cái điều kiện tiếp cận với thế giới, với xã hội. Thì đây là một trong những cái sáng tạo mới của tiến sĩ Trần Quốc Phúc về cái chương trình Táo Vàng. Và đây là một cái hành trình không phải chỉ một thời gian ngắn, mà ít ra nó có một hành trình gần 10 năm cho cái việc sáng tạo một cái chương trình rất có ý nghĩa cho việc đào tạo một con người Việt Nam mới trong cái điều kiện hội nhập và phát triển của đất nước chúng ta. Có lẽ có một cái ấn tượng rất là lớn của chúng tôi, là về cái chương trình Táo Vàng ấy, là chính là chuyển đổi của cái chương trình Vườn Tâm Hồn sang Táo Vàng với 50 cái phẩm chất của con người. Đấy, được số hóa để trở thành một cái công cụ không chỉ dành cho người Việt Nam, mà cái này dành cho người Việt của chúng ta ở trên toàn thế giới. Và đây là một cái mục tiêu rất là cao cả, cũng như là ý nghĩa rất là rộng lớn của cái chương trình Táo Vàng hiện nay. Tôi cho rằng là cái chính bản thân cái mục tiêu của tiến sĩ Trần Quốc Phúc khi sáng tạo ra cái Vườn Tâm Hồn và hiện nay là chương trình Táo Vàng thì nó đã hàm chứa được những cái mục tiêu rất lớn về xây dựng con người Việt Nam mới trong thời đại mới, đáp ứng được tất cả sự thay đổi của cái quá trình chuyển đổi. Thì đây là một trong những cái thách thức và cũng là một trong những yêu cầu của chính bản thân cái chương trình này, là mục tiêu vì mục tiêu con người Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta có đủ sức để chúng ta làm được việc này bằng chính con người Việt Nam. Như vậy thì rõ ràng có phải có một cách tổ chức, cách làm, cách hoạt động như thế nào để đáp ứng được những cái hiệu quả của chính cái thực hiện tiến trình để thực hiện cái mục tiêu của chương trình này. Thì mong rằng là người Việt của chúng ta không chỉ ở trong nước mà trên toàn thế giới sẽ quan tâm và chính là cái đề xuất những cái mong muốn của mình cho chương trình này, để mà tác giả cùng với lại cái tập thể những người đang thực hiện việc này có một cái sáng tạo hơn nữa trong việc đem lại cái hiệu quả thiết thực trong cái quá trình đào tạo, huấn luyện hay là chúng ta xây dựng con người Việt Nam mới trong cái điều kiện mới như chúng ta mong muốn.